2 tiếng nữa mới vô học. Mà 2 tiết trước bà đã thua cuộc rồi. Anh sẽ ra mắt cháu dâu của ngoại. Ai vậy? Nè, mày còn đứng đó nói gì nữa? Lo mà xách vali vô phụ ngoại đi nè. Mình đi ngoại. Anh có thấy là mọi chuyện đang thay đổi không? Ý em là sao? Anh đang muốn đối đầu tôi đúng không? Thì sao? Chuyện gì vậy? Em có thể nói chuyện đàng hoàng với anh được không? Đàng hoàng đến mức nào nữa? Đây không phải là lần đầu tiên em với Lan nói chuyện với nhau đâu. Anh có nghĩ cho em không? Anh thấy em kiếm chuyện với Loan thì có chứ. Anh có chứng kiến toàn bộ sự việc không? Mà dù sao đi chăng nữa cũng phải tin em chứ. Em mới là bạn gái của anh mà. Nhưng mà những gì anh nghe và anh thấy á, là em sai rồi đó. Em sai đó. Anh còn theo ra để làm gì? Bây giờ em đi vào nhà xin lỗi bà ngoại đi. Anh đi kêu cô cháu dâu chưa chính thức kia mà xin lỗi. Bây giờ anh hỏi em có đi vào nhà hay là không? Không ai có quyền ra lệnh cho em hết. Thấy chưa? Bà sáng mắt chưa? Bà binh cho cố vô. Nào là anh Khiêm của tôi á, ảnh là người đàng hoàng. Bạn anh Khiêm là người đứng đắn. Đứng đắn, đứng đắn gì? Thôi, ông nói ít một xíu thôi được không? Bị giật bồ mà im hả? Thử bà giật bồ tôi đi. Tôi xé của nó thành trăm mảnh cho mà coi. Đúng, xé làm trăm mảnh luôn. Ủa sao tự nhiên binh nhan xương vậy? À không, cái gì đúng mình nói thôi. Nhưng mà giờ tính làm sao? Làm gì đó văn minh một xíu đi. Tạt dầu sôi vô người nữa, rải mẹ lên cho nó nổ chơi. Còn không ấy, lấy lưỡi làm rạch người nó, xong rồi xét muối ớt vô. Nhưng mà đừng có quên là quay clip lại xong up lên mạng nha. Ủa, thí dụ mình có học, mình cũng đang học đại học á, thì mình đánh ghen cho nó văn minh chút xíu được không? Nó có học thức chút xíu được không? Có thấy chưa, tôi biết ngay là bà sẽ có liền mà. Tạt sơn vô người nó cho nó màu mẹ chơi. Văn minh ghê, có học ghê. Mà tính một hồi là vô ngõ cụt không luôn. Ông giỏi á thì ông tính đi. Thôi thôi nè. Mà chuyện tôi nhờ ông sao rồi? Trời ơi, cái chuyện bà nhờ tôi hả? Tôi nhớ rồi. Trời, bà không nhắc là tôi quên luôn. Cái chuyện bà nhờ đúng tôi đúng không? Để tôi gọi điện thoại liền. Có chuyện gì gấp xong gọi cho nhanh. Kêu ra đây chi vậy? Có gì đâu mà nóng. Anh Hai ngồi xuống đi. Em kêu nước sẵn cho anh Hai nè. Mình ăn bánh, mình uống miếng nước rồi mình nói chuyện. Hả? Anh Hai. Ủa có gì đâu bất ngờ. Thì anh Hai tôi nè. Anh Hai, cái chuyện em nhờ anh Hai làm thám tử á, mày bắt đầu từ hôm nay luôn nha. Thì ra mày rủ anh ra đây chỉ vì lý do này hả? Vậy trả tiền đây. Tiền tô phở hồi sáng còn dư, anh cho mày luôn. Không phải tiền tô phở hồi sáng, mà là tiền anh mượn em hồi Tết 20 triệu mua cái máy chụp hình, anh nhớ không? Bây giờ mày đòi gấp vậy tiền đó tao nào cho ra? Bây giờ tao còn cái mạng cùi này, mày lấy đúng không? Ủa, lấy cái mạng ông làm gì? Tế hả? Không lấy cho tao. Mày. À, anh Hai, coi như là em không lấy lời luôn. Anh Hai, cái chuyện mà em nhờ anh á, nó dễ ọt à. Anh giúp tụi em nha. Thôi được rồi. Thân chủ của tao là ai? Đây phải không? À không, bên đây. Hai người đi ra đi. Hả? Tụi tôi hả?
Anh hai ngồi đây đi. À, cho em xin trăm ngàn tiền sáng phở nha. Trăm ngàn của tao mày cũng tha nữa. Nè em gái, tôi vì thằng em của tôi cho nên mới ngồi đây nói chuyện với cô. Còn không á, chẳng có tiếc sự gì hết. Vậy nếu như em trả cho Long Nhật 20 triệu coi như là tiền máy ảnh thì anh nghĩ sao? Đúng rồi, thuê thám tử là một lựa chọn chính xác. Nhất là một người có năng lực như tôi. Để coi. Các em ạ, hôm nay lớp của chúng ta đón tiếp một anh chàng trẻ trung và đẹp trai. Phải giới thiệu cho các em, đây là anh Khang, đang làm việc bên báo mỹ thuật, là một phóng viên. Hôm nay anh Khang đến đây là để lấy thông tin về những bài viết và viết về lớp của chúng ta. Thầy mong các em sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho anh ấy. Em cứ ở đây tác nghiệp cho thoải mái. Dạ, em biết rồi, em cảm ơn thầy. Bạn ơi, cho mình xin chụp một tấm hình nha. Mình á hả? Ok. Cảm ơn bạn. À bạn ơi, bạn bị cắn một chút xíu rồi. Bạn nép qua một chút với mình nha. Cảm ơn. Long Nhật, nhìn cũng được quá ha. Mà không biết tin tưởng được không? Ê, nói gì vậy? Anh hai tôi hơi bị chuyên nghiệp đó nha. Hơi bị professional luôn đó. Chuyên nghiệp ghê. Ê, mà hỏi cái nữa nè. Anh em nhau sao không giống nhau vậy? Sao mà không giống? Một trời, một vực. Đây nè, của cô. Coi đi. Mấy cái này là hình gì vậy? Thì cũng như cô thấy đó. Một cô gái hoạt bát, dễ thương. Rất sexy. Tôi kêu anh theo dõi cô ta để biết được bộ mặt thật của cổ, chứ đâu kêu anh trở thành một fan hâm mộ. Thì đó cũng là bộ mặt thật của cô ta mà. Mà theo tôi thấy á, cô ta rất là quan tâm bạn trai của cô luôn á. Tôi có một vài tấm hình này, cô muốn coi không? Coi thêm lần nữa đi. Tôi thấy cô rất là mâu thuẫn luôn á nha. Bên ngoài á, thì nói bỏ, nhưng bên trong á, thì lại muốn cho người yêu của mình thấy được bộ mặt xấu của người thứ ba. Tôi thấy là anh nên tập trung chuyên môn của anh đi. Mệt, tôi bỏ. 20 triệu. Cho tôi 1-2 ngày. Cô theo dõi tôi hả? Theo dõi cả hai. Tôi không tin tưởng cách làm việc của anh. Trời ơi, về đi cô nương ơi. Cô vậy rồi vướng bận tôi sao mà tôi làm việc. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời khen có cánh nào của anh dành cho cô ta hết.
Ê, cái gì? Chở tôi về với. Xe cô đâu? Tôi không có đi xe. Quá phiền. Thôi rồi, cô lên đi, tôi chở cô tới nơi. Được chưa? Đi đâu vậy? Thì tới cái chỗ mà bồ cô với Steve Day hẹn hò đó. Nhưng mà trước mắt tôi chở cô về đã. Nhà cô đâu cô chỉ nha. Vô đi. Mẹ, tự nhiên dẫn nó đi vô cái chỗ gì xô bồ như vậy? Thì tôi thấy bình thường mà. Đi ba gì mặc đồ gì kỳ vậy? Áo ngoài để lại hả? Thôi cởi đi giùm cái đi, quê mùa quá. Ê ghê. Lấy. Trời ơi, cũng ông không á. Tự nhiên mua cái này cho tôi mặc. Khó chịu à. Thôi đi về đi. Đi về. Ê. Chỉnh ra coi. Làm gì vậy? Ra một chút đi. Cũng muốn bị phát hiện hả? Sao?